Xin chào quý anh chị và các bạn. Clip với chúng con tiếp tục gửi đến quý anh chị và các bạn với cặp với bản tin phân tích thị trường của giá vàng trong xu hướng tuần tới để chúng ta có thể cùng nhau giao dịch. Trên biểu đồ thì quý vị có thể thấy hay rằng như chúng tôi đã đưa ra những cái bài phân tích trước đó rằng giá vàng đã được giao dịch trên dải Dragon và đặc biệt hơn nữa là đang được giao dịch khá tốt ở trên cái đường MA89 mà chúng ta có thể nhìn thấy trên biểu đồ tuần. Bên cạnh đó thì trong tuần vừa qua, trong tuần trước thì chúng ta có thể thấy ngay rằng một cây nến đó là một cây nến tăng điểm. Sau sau khi cái bản tin Nông Farm thì giá đóng cửa quanh cái ngưỡng 1258 thể hiện cho một xu hướng tăng. Chúng ta sẽ vẽ một cái downtrend và chúng ta có thể nhìn thấy ngay rằng tỷ giá này đã giá gold, giá vàng đã được giao dịch bẻ gãy đường trend tiếp theo một cái cản cứng đúng không? Trên cái biểu đồ của chúng ta. Như vậy thì trên biểu đồ với biểu đồ vàng thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay với một đầu tuần là cho một xu hướng tăng mà chúng ta có thể nhìn thấy với loạt nến tăng điểm. Trên biểu đồ D1 thì chúng ta có thể thì thấy rằng cái vùng cản quan trọng nhất trong những cái thời gian vừa qua đó là cái vùng cản quanh cái ngưỡng 1262 và cái vùng đóng giá đóng cửa đó là quanh 1247 thì giá đã được break out qua và hiện nay giá đóng cửa quanh ngưỡng 1258 và được giao dịch trên cái vùng này là khá là ổn định theo tôi đánh giá. Như vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay là một xu hướng vàng hiện nay tiếp tục cho là một cái xu hướng tăng. Tuy nhiên chúng ta sẽ cùng phân tích theo cái nguyên lý ELOT để chúng ta có thể tìm được tiềm tàng giá vàng có thể giảm cũng như là được điều chỉnh ra sao. Trên biểu đồ phân tích kỹ thuật thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay rằng giá vàng đã bẻ gãy cái trend trên biểu đồ biểu đồ D1 đó là biểu đồ trend mà chúng ta nhìn thấy ngay được trend này. Như vậy với hành vi giá thì giá vàng hiện nay thật sự để mà nói thì rất khó chúng ta có thể phân tích cũng như nhận định bởi vì thị trường cũng có thể đảo chiều bất cứ lúc nào. Chúng ta sẽ cùng tìm theo thêm đó là một cái chỉ số để chúng ta có thể đo được cái phân kỳ và hội tụ. Chúng ta sẽ dùng một chỉ số đó là chỉ số RSI. Đi cũng được đúng không ạ? Như vậy thì trên biểu đồ H4 thì quý vị có thể nhìn thấy ngay rằng một cái tín hiệu đó là tín hiệu phân kỳ của giá vàng đã được thể hiện. Như vậy thì cái giá phân kỳ này thì chúng ta thấy rằng cái lượng mua vào tức là cái lượng mua vào khối lượng cũng đã không được quá nhiều cũng như là phe mua cũng đang bắt đầu yếu thế dần. Vậy chúng ta cần phải hết sức lưu ý cho trên biểu đồ H4 khi mà một cây nến Marubozu gần như là Marubozu đúng không ạ? Của hôm thứ sáu vừa rồi và đã được đóng nến lại tiếp tục. Như vậy trong tuần tới thì thật sự giá vàng rất khó để chúng ta có thể nhận định rằng sẽ tiếp tục tăng bởi vì tất cả các ngưỡng tâm lý thì ngưỡng cản được phá vỡ và với các biểu đồ tuần thì dựng lên và tôi có thể dùng một mẹo nữa đơn ta sẽ dùng một cái phân tích sóng Elliott thì chúng ta có thể trên biểu đồ D1 chúng ta có thể thấy rằng đây rất có thể đang là một vùng đó là vùng sóng năm. Tuy nhiên sóng năm rất có thể sẽ có một đà tăng hoặc là giảm điều chỉnh. Như vậy thì đối theo cá nhân tôi nhận định thì trên biểu đồ H4 có một hiện tượng đó là hiện tượng phân kỳ và chúng ta lúc này là chúng ta sẽ phải hết sức thận trọng trên biểu đồ H4 rằng thị trường có thể đảo chiều bất cứ lúc nào. Tuy nhiên thì tôi cũng không khuyến khích quý vị bán ngay tại vùng này. Như vậy chúng ta sẽ bán khi nào? Chúng ta sẽ có một cái đường đó là một cái đường trend trên biểu đồ H4 mà quý vị cần phải vẽ và chúng ta theo dõi cái đường này. Như vậy chúng ta sẽ bán khi và chỉ khi giá vàng bẻ gãy cái trend này và chúng ta sẽ bán theo xu hướng đó là chúng ta sẽ bán theo cái hiện breakout bẻ gãy trend chúng ta sẽ bán chúng ta có thể chốt lời về quanh cái ngưỡng đó là 1178 và sâu hơn chúng ta có thể chốt lời về quanh cái ngưỡng 1118 chúng ta tiếp vẽ một cái đường đó là Fibonacci expansion mở rộng đó. Như vậy thì chúng ta thì thấy ngay rằng cái ngưỡng này là cái ngưỡng khá là quan trọng đó là tín hiệu tiếp tục một tín hiệu phân kỳ. Như vậy chiến lược giao dịch cho tuần tới chúng ta chủ yếu sẽ là quan sát các tín hiệu trên biểu đồ. Với những người mà muốn đánh xuống thì tôi khuyên rằng chúng tôi khuyên rằng quý vị nên giao dịch khi giá bẻ gãy cái đường trend trên biểu đồ H4 mà tôi vẽ ở đây chính là cái đường trend này. Rất có thể nó sẽ tiếp tục tăng, tuy nhiên chúng ta sẽ chờ bán khi mà đường trend này bị phá vỡ chúng ta sẽ bán và mục tiêu target có thể quay về cái ngưỡng 1126 tức là cái ngưỡng Fibonacci 100 cho biểu đồ vàng. Trên biểu đồ H1 thì biểu đồ vàng tiếp tục thể hiện trong một xu hướng tăng. Như vậy thì với đà tăng này chúng ta có thể nhìn thấy ra cái target
Bởi vì rất khó cho chúng ta là chúng ta có thể vẽ, chúng ta thấy rằng giá vàng đóng cửa ở bên dưới cái ngưỡng 1262. Vì vậy thì cái xu hướng tăng đã được nghi ngờ, tức là một cái bóng nến dài được đẩy lên sau bản tin nông farm cho hôm 6 của tuần vừa rồi. Và chúng ta thấy rằng nếu như trường hợp giá trong một tuần tới mà giao dịch ổn định ở trên cái ngưỡng 1263, chúng ta hoặc có thể mua. Như vậy thì chiến lược giao dịch cho những người mua lên thì chúng ta sẽ chờ mua khi với loạt nến ngày được giao dịch trên cái ngưỡng ổn định quanh ngưỡng 1263, và target chúng ta sẽ đạt đó là cái ngưỡng 1304 cho cái xu hướng lên. Nếu như quý vị nào muốn mua, chúng ta sẽ chú ý với cái chiến lược mà chúng tôi đề ra. Như vậy thì với tôi chúng ta thì cái xu hướng giá vàng trong tuần tới rất khó lường, bởi vì giá vàng đang được tăng cao, tuy nhiên thì các tín hiệu suy yếu cũng đã bật bởi cảnh cảnh báo. Như vậy quý vị rất thế hết sức chú ý cho cái xu hướng tuần tới. Và nếu như trường hợp mà giá vàng được đẩy lên cái ngưỡng xa hơn, đó là quanh cái Fibo 4.18, thì target có thể là quanh cái ngưỡng 1331, một cái mức vàng giá vàng kỷ lục từ tính từ cái thời điểm từ năm 2014, từ tháng 7 2014. Thì quý vị rất phải chú ý cho cái giá vàng, bởi vì giá vàng hiện nay có hai vấn đề. Thứ nhất, với biểu đồ ngày thì giá vàng giao dịch trên ngưỡng 1263 thì rất có thể vàng sẽ đạt được target 1304. Nhưng nếu như trường hợp mà trên biểu đồ H4 mà giá vàng bẻ gãy chen trên biểu đồ H4 bởi tín hiệu phân kỳ hội tụ phân kỳ, thì chúng ta có thể thấy ngay rằng chúng ta có thể bán và chốt lời về quanh ngưỡng 1126. Như vậy biên độ vàng rất khó lường, mà chúng ta cần phải bảo toàn quản lý vốn cũng như là cái tâm lý phân tích ổn định, cũng như là chuẩn bị các kế hoạch giao dịch thật tốt để chúng ta có thể chiến đấu và giao dịch cùng vàng. Đó là bản tin nhận định cá nhân cũng như là lời khuyên của chúng tôi dành cho quý vị khi chúng ta giao dịch vàng trong tuần tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi.